Kính thưa quý vị và các bạn, để hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cái chủ đề thì không khó đối với văn phòng luật sư. Tuy nhiên nó là phải là một trường hợp thực tiễn mà văn phòng có được trong cái quá trình hành nghề. Có một số anh chị bảo rằng là sao luật sư không đưa ra những cái kết quả. Dạ thưa anh, dạ thưa chị, tòa đang xử làm sao luật sư biết kết quả? Tuy nhiên rằng là luật sư vẫn đưa những cái thông điệp của sự sống, thông điệp của nhà luật để cho quý vị và các bạn biết. Hôm nay video có tên là Có di chúc hoàng thượng giới vẫn không chắc. Tôi nhớ vào khoảng chừng 5 năm trước, tôi có tư vấn một cái di chúc như thế này. Em bảo thì ba em có tổng cộng là 1.000 m2. Thì khi mà ba em chết đi thì ba có đưa cho em một cái di chúc, trong đó có ví dụ như 500 m2 cho một nửa là của cô, tức là chị ruột của ba, một nửa là của em. Thì chúng ta quay lại thuật ngữ một tí xíu. Em này kể rằng là cô là chị ruột của ba, thì đó là do người Nam, còn người Bắc cô gọi là bác á, cứ là anh chị của ba với mẹ thì gọi là bác á. Thì cái câu chuyện nó như thế đó. Em là con của người vợ lớn và chỉ duy nhất có một mình em thôi. Còn người vợ sau và hình như là 4 anh chị em. Các cái người vợ sau và 4 cái người em này họ không có đồng ý cho cái di chúc này. Họ cho rằng là di chúc này là di chúc giả mạo, di chúc này là không hợp pháp. Vậy thì thông qua cái câu chuyện là có di chúc vẫn các hàng thừa kế vẫn tranh chấp, tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn một cái thông điệp gì? Thông điệp đầu tiên luật sư muốn đưa cho quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp cái di sản mà ba em này để lại có di chúc thì chúng ta sẽ ưu tiên theo di chúc. Ví dụ trong trường hợp ba em có tổng cộng là 1.000 m2 thì ba em chỉ định đoạt một phần, tức là 500 m2 trong cái khối tài sản của ba em. Vậy thì tòa án nếu trong trường hợp không thể thỏa thuận được thì tòa án sẽ ưu tiên cái ý nguyện, cái di nguyện của ba em là lập cái di chúc. Di chúc là thể hiện ý chí của người có tài sản sau khi chết. Và vấn đề đó là vấn đề ưu tiên. Tòa án sẽ tự mình thu thập những cái chứng cứ di chúc này là di chúc có hợp pháp hay không. Thì hiện tại cho đến thời điểm hiện tại có 4 loại di chúc mà chúng ta thường hay sử dụng là di chúc bằng văn bản, không có người làm chứng. Di chúc bằng văn bản có 2 người làm chứng. Di chúc được lập ở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và di chúc được lập ở phòng công chứng. Tôi cũng có một cái gói hướng dẫn về mặt di chúc, nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì ở phía dưới đường link có một cái phí nhỏ nhỏ gì đó. Trở lại vấn đề chúng mình nha quý vị và các bạn. Vậy thì trong 1.000 m2, trong 1.000 m2 này thì tòa án sẽ xét ưu tiên cái di chúc trước. Nếu di chúc này là hợp pháp và người được hưởng di chúc còn sống tại thời điểm này thì chia theo hàng thừa kế. Còn lại số cái di sản mà không được định đoạt trong di chúc, dân nhà luật nói vậy đó, cái 500 còn lại mà ông ba của em đó, ông bỏ ngỏ đó, thì sẽ chia theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi chỉ nói một điều cơ bản để cho quý vị và các bạn biết. Nếu trong trường hợp có cái phát sinh cái thừa kế, cha mẹ, vợ chồng, con cái gì đó chết, thì chúng ta sẽ xem và coi người chết này có để lại di chúc hay không. Và nếu người này có để lại di chúc thì chúng ta sẽ xem di chúc này có hợp pháp hay không. Nếu di chúc này hợp pháp
di chúc này đã tuân theo cái hình thức, cái nội dung theo quy định của pháp luật về dân sự, thì nếu không còn tài sản thì khỏi chia, còn nếu như trong trường hợp còn tài sản thì chúng ta, nếu trong trường hợp còn tài sản thì chúng ta sẽ được tiếp tục chia cho các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật. Với video tới thì tôi sẽ cố gắng chuyển tải đến quý vị và các bạn một cái thông điệp di chúc không phụ thuộc, người thừa hưởng không phụ thuộc vào di chúc thì gồm những người nào, quý vị và các bạn nếu quan tâm thì hãy đón xem. Những người thụ hưởng không phụ thuộc vào di chúc các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn.